tôi nói chuyện là tôi bỏ luôn, tôi bỏ luôn. Năm mấy cháu rồi, hồi nãy năm ba thôi. Không có nhiều ai nói chuyện, tôi bảo. Bốn đi. Chắc đúng rồi ạ. Nghe nhìn chị bác sĩ nữa nha. Nặng mụn chảy ra nước mũi. Cô nói có khả năng là câu này chắc cho đi răng này cái sạch mụn luôn. Năm cái rồi chị, sáu rồi, à năm rồi, cái này cái thứ sáu. Tại đây không quay liên tục à. Em là dưới nó hai cái nè. Chị kêu là đừng nghĩ em, đừng. Em bị một hai tháng sao em làm lại. Y dân lúa, anh lợi lúa sắc lúa. Trời ơi.
Cố gắng. Đáng lì khách lên à? Khách lên mà nó không có đứa nữa. À, nó không bé nữa, hồi nãy chỉ thì đừng lấy tiền bé nữa nữa. Còn cái thứ hai của ba mới vô nó được à? Thứ hai thì nó mũi không được, thứ mụn cũng được. Nói chung không tệ. Đau quá rồi đó, đau tốt mà hôi rồi. Chắc là nặng thêm một cái nữa là xong rồi đó. Ráng khoảng tầm 10-12 phút nữa là xong. Ở dưới cổ nó có mấy cái hộp to em nè. Dạ. Em nặng chưa? Bên cổ kia em chưa, hình như chưa coi kỹ. Sợ không chịu không nổi nè. Em thì em nặng vô tư, chỉ sợ đau thôi. Còn nhéo đó, 9-5 còn nhéo nữa. Nặng xong thấy cái mặt sạch bách liền đó hả? Nặng nãy chơi chị. Nãy chị muốn xỉu luôn đây nè. Cái gì chị? Số máy
Nhưng mà này, ý là ấy thì quay cái kia đi. Hả? Ừ. Quay đi. Ý là biết rồi, cứ quay đi, nếu mà đã thì mới quay. Còn bình thường thì mà lo lo lấy số máy để biết. 54 với mấy.